Nguyên tắc trading. Chuỗi 8 video mang đến cho bạn những nguyên tắc giúp bạn thành công trong trading. Tập 8. Nguyên tắc cuối cùng. Chúng ta đã cùng thảo luận về khá nhiều những tư duy bạn cần phải có và những nguyên tắc mà bạn cần phải xây dựng trong trading qua các tập từ tập 1 đến tập 7 trong chuỗi video này. Mình đã chia sẻ những công thức, quy trình để các bạn có thể tìm ra con đường của mình trong trading và cách thức để vượt qua những chướng ngại mà bạn sẽ gặp phải trên con đường đó. Bên cạnh đó là những nguyên tắc mà bạn phải chấp nhận khi bước chân vào thị trường tài chính. Mình tin là những gì mình đã chia sẻ qua các video này sẽ là tấm bản đồ để giúp các bạn có thể tìm ra con đường của mình phải đi ở trong trading. Nếu bạn nào chưa xem thì mình hy vọng là các bạn sẽ dành thời gian để xem những tập này trước khi mà xem video số 8 này. Nó tốn chưa đầy 1 giờ của các bạn, nhưng nó sẽ thay đổi rất nhiều nhận thức của bạn về trading. Và để tấm bản đồ này trở nên hoàn chỉnh hơn thì cần có thêm một mảnh ghép cuối cùng nữa. Đó là video số 8 này. Vậy nguyên tắc cuối cùng mà mình muốn nhắc đến trong video này là gì ạ? Đó là yếu tố thời gian. Chúng ta hãy cùng phân tích về yếu tố thời gian trong trading qua hai khía cạnh sau. Thứ nhất, đó là vấn đề thời gian trong quá trình các bạn thực hiện giao dịch. Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao đối với rất nhiều phương pháp, hệ thống giao dịch rất hay, khi backtest thì mang lại tỷ lệ thắng rất cao, nhưng khi đem vào áp dụng giao dịch thực tế thì trader vẫn bị thua lỗ không ạ? Nguyên nhân chính là ở thời gian. Khi backtest thì các bạn có thể thực hiện hàng trăm lệnh giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn với vài cú click chuột. Nhưng khi giao dịch thực tế, các bạn cần phải dành rất nhiều thời gian để hoàn thành một lệnh giao dịch. Đặc biệt là với những người giao dịch chung và dài hạn, bạn phải chờ những tín hiệu rõ ràng từ thị trường, chờ giá hình thành những setup đẹp để có thể vào lệnh. Tâm lý thường thấy trong giai đoạn chờ vào lệnh đó chính là FOMO. Bạn sợ bị mất cơ hội vào lệnh, để rồi vào lệnh quá sớm và vào ở những vị thế không được tốt. Điều này không chỉ khiến cho cơ hội thắng của bạn giảm đi, mà còn làm giảm tỷ lệ risk and reward xuống. Sau khi vào lệnh thì bạn lại cần phải chờ một khoảng thời gian dài để giá có thể chạy tới điểm chốt lời của bạn. Sẽ có rất nhiều lần giá đi theo đúng chiều, sau đó lại quay về điểm entry, làm cho lệnh của bạn bị âm trước khi tiếp tục chạy theo xu hướng bạn phân tích. Do đó, bạn sẽ phải trải qua rất nhiều cảm xúc sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ. Bởi vậy, ngay cả khi hai trader khác nhau vào cùng một điểm entry, nhưng khả năng cao là họ sẽ chốt lời ở những điểm khác nhau. Thậm chí là một người có lời và một người thì lại bị thua lỗ. Có thể nói trong quá trình giao dịch, yếu tố thời gian chính là kẻ thù của một trader. Và giải pháp mà chúng ta cần có để chống lại nó, đó chính là rèn luyện tính kiên nhẫn. Dù bạn có tất cả những yếu tố khác ủng hộ, nhưng nếu bạn thiếu kiên nhẫn, bạn sẽ không thể thành công ở trong trading. Warren Buffett đã từng nói, thị trường là một công cụ để dịch chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Khía cạnh thứ hai về yếu tố thời gian mà mình muốn nói đến ở trong video này, đó là thời gian bạn dành cho trading. Hầu hết mọi người tìm đến trading với một mong muốn kiếm tiền nhanh chóng, muốn tìm hiểu để học một phương pháp nào đó thật nhanh để có thể kiếm tiền. Những video với tiêu đề dạng như là thành thạo phương pháp ABC trong 1 giờ hoặc là cách biến từ 100 đô thành 100.000 đô từ trading sẽ luôn là những video thu hút được nhiều người xem. Nhưng rất tiếc là điều này không những không giúp bạn kiếm tiền được mà còn khiến bạn dễ mất tiền hơn, sẽ không có đường tắt để thành công ở trong trading. Đây là điều chắc chắn. Kể cả bạn được học trực tiếp từ những huyền thoại như là Jesse Livermore hay là George Soros thì cũng không bao giờ có chuyện bạn sẽ thành công với trading ở trong một sớm một chiều được. Bạn vẫn sẽ cần dành tối thiểu 10.000 giờ luyện tập để có thể trở thành một chuyên gia, không quan trọng là bạn tài năng đến đâu. Ray Dalio, một trong những nhà quản lý quỹ thành công nhất thế giới, người mà mình đã từng nhắc đến ở trong chuỗi video này, từng tốt nghiệp đại học Long Island, tốt nghiệp MBA tại Đại học Harvard, nhưng cũng đã phải trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn khi phá sản ở tuổi 33 chỉ vì một quyết định sai lầm và cần phải mất hàng chục năm sau đó để có thể gây dựng lại sự nghiệp.
Và bất cứ một huyền thoại nào thì cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn gập ghềnh như vậy trước khi bước tới thành công. Điều quan trọng là một khi bạn đã quyết định theo đuổi con đường trading thì hãy kiên trì bền bỉ với nó. Nếu bạn cứ đều đặn dành thời gian học hỏi, luyện tập hàng ngày thì sau 3 năm, 5 năm hoặc là 10 năm, bạn sẽ nằm trong top 5%, thậm chí là 1% những người giỏi nhất. Càng tham gia thị trường lâu thì bạn sẽ càng có cơ hội trải nghiệm, cọ sát và rút ra được những kinh nghiệm thực tế mà không sách vở nào dạy bạn được. Cùng với đó thì theo thời gian, bạn sẽ càng ngày trở nên bản lĩnh và điềm tĩnh hơn. Khi đó thì những thành quả lớn lao sẽ đến với bạn. Thời gian thì vừa là kẻ thù, nhưng cũng là bạn đồng hành của bạn ở trên con đường trading. Kiên nhẫn trong giao dịch và kiên trì trên con đường trading là điều mình muốn nhắn nhủ đến các bạn trong tập cuối của chuỗi video này. Như mình đã từng chia sẻ thì để thành công trong trading, chính bạn phải là người tìm ra những nguyên tắc phù hợp cho riêng mình dựa trên những hoàn cảnh, điều kiện thực tế của bạn và dựa trên chính tính cách con người bạn. Vậy nên trước khi kết thúc video này, mình xin được chúc các bạn có thể tự xây dựng được những nguyên tắc phù hợp cho riêng mình và kiên trì trên con đường trading để từ đó gặt hái được những thành công ở trong trading. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của The Principles.